quý thính giả đến với kênh nghe chuyện hay quỳnh giao rất vui được gặp lại quý thính giả trong khung giờ đọc truyện trên kênh nghe chuyện hay hôm nay quỳnh giao mời quý thính giả cùng nghe một chuyện ngắn hay của nhà văn tạ hữu đỉnh Truyện ngắn người hàng xóm quý thính giả hãy chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện ngắn nhé và nếu nghe chuyện trên kênh lần đầu quý thính giả hãy nhấn đăng ký kênh bật chuông nhận thông báo để được nghe chuyện hay sớm nhất trên kênh Còn bây giờ mời quý thính giả cùng nghe chuyện ngắn này Bà Trần Thị Kim Thanh Nguyên là trưởng phòng tài vụ về nghỉ hưu Sống đơn thân trong ngôi nhà hai tầng Ở bên kia đường Dãy phố mang số chẵn Nhà tôi ở bên này Số lẻ Hai nhà nhìn sang gần như đối diện Chỉ hơi trách một chút Sáng nào dậy ra sân tập thể dục nhìn sang, tôi cũng thấy bà ấy mặc chiếc áo ngủ kiểu nhật, thân dài, hai ống tay rộng thùng thình, đang núi húi quét mảnh sân con trước cửa, hay xách cái thùng sen nhỏ tưới mấy chậu cây cảnh. Tầm 7 giờ sáng dọn hàng xong, bà xã tôi đi chợ. Tôi ngồi uống nước và trông hàng, lại thấy bà ấy thứ tha trong bộ váy áo hở cổ, màu hoa cà gấu buông lất phất ngang ống chân để lộ ra làn da trắng mốt như da thiếu nữ đầu đội chiếc mũ vải màu đen rộng vành xanh cái làn đi chợ khi bước ngang tầm cửa nhà tôi hình như cái vành mũ ấy hơi nghiêng sang phía bên này một chút chẳng biết có phải bà ấy nhìn sang cửa nhà tôi không bà kim thanh rất thân với bà xã tôi ngày rằm mồng một nào thắp hương xong bà ấy cũng đem sang quả cao lá trầu có hôm còn có cả quả cam hay táo nữa chị ơi lộc của chị đây thân nào hưởng của nấy bà xã tôi rất thích ăn trầu bảo để trống sâu sang vẫn mua đấy nhưng được cho thì ai mà chả thích nét mặt tươi cười rạng rỡ Bà xã tôi đưa cả hai tay ra nhận quà. Cho chị xin, em ngồi xuống đây. Rồi cả buổi hai người dì dầm chuyện gẫu, với cái giọng mềm trong vắt như nước suối và mượt như nhung. Không bao giờ bà Kim Thanh nói to, kể cả lúc cười. Cũng có lần sang gặp tôi, đôi mắt bà ấy sáng lên, vẻ mặt tươi cười, làn môi đỏ thắm như có tô một chút son hồng hàn quốc hai hàng mi cong chớp chớp chào bác chị em đâu mà bác lại trông hàng ừ hay nhỉ chồng là bác vợ lại là chị đang mải nghĩ về cái sự vênh váo ấy tôi im lặng đến mấy giây rồi lại thêm mấy giây nữa để chọn từ vì cái tương quan tuổi tác giữa tôi và bà ấy thì các đại từ nhân xưng như bà, thím, chị, cô hoặc em, tôi dùng cũng đều được cả. Xong, tôi đã chọn một cặp đại từ nhân xưng kép, bà em. Mời bà em vào trong này, bà xã tôi đang dở tay ở dưới nhà. Vừa mời, tôi vừa hí hửng mừng thầm. Chắc mầm đây là cơ hội trời cho để mình được tiếp xúc riêng với bà ấy đây nhưng không ngờ vừa mời xong quay vào thì đã thấy bà xã tôi lù lù hiện ra như có phép màu thế là cách cơ hội nghìn năm bỗng dưng tuột mất từ lâu rồi tôi vẫn biết bà xã tôi vẫn luôn luôn cảnh sát vì hiểu cách thói tham lam chuộng của lạ của bọn đàn ông vừa biết rất rõ hoàn cảnh cô đơn của bạn mình cho nên chẳng bao giờ bà ấy để cho đống rơm và ngọn lửa được gần nhau mà lúc nào bà ấy cũng là bức tường là con sông là trái núi cách ngăn còn bà kim thanh chẳng biết bà ấy có nghĩ gì đến gã đàn ông hàng xóm là tôi đây không nhưng với sự nhạy bén bẩm sinh của nữ giới về tình cảm tôi tin chắc bà ấy hiểu nỗi lo âu thường trực của bà xã tôi cho nên chưa bao giờ bà ấy có ý Hay có Nhưng không để lộ ra Là muốn tiếp xúc riêng với tôi Còn tôi Mỗi khi nhìn sang bên kia đường Thấy bóng hồng thấp thoáng Thì con tim lại thình thịch đập rộn lên Sao xuyến ngẩn ngơ Nhưng mình đã thành ra Giai lão mất rồi và là cựu binh đã hưu chiến, đã bị loại ra khỏi tình trường rồi. Tuy cái máu lãng du của kẻ mải dâu đôi lúc cũng muốn vùng lên, nhưng lại nhát gan, sợ con mắt của người đời, nên cũng chưa bao giờ dám vượt qua 18 mét mặt đường sang dãy phố bên kia thăm chủ nhân của ngôi nhà hai tầng. Con người này kẻ cũng lạ, đã trải qua hơn 50 mùa xuân, đã nếm đủ cả ngọt bùi và cay đắng, đã có cháu gọi bằng bà rồi. Thế mà má vẫn đầy, da vẫn căng, ngực vẫn cao, hông vẫn nở và eo vẫn thắt. Rồi cả tóc nữa, mái tóc bà ấy vẫn xanh rưng rức như thời con gái. Chỉ những lúc bà ấy cười, nhìn gần mới thấy những vết chân chim mờ mờ hiện lên ở đuôi mắt. Nghe đâu ông chồng yêu quý của bà ấy xuất ngoại đã hơn 20 năm nay, nhưng chỉ có mỗi một lần về thăm nhà kể cũng là một chuyện lạ duyền liên cư điền liên canh ruộng mà không gieo trồng thì thành ra bãi hoang đình mà chẳng ở thì thành ra khổ đau thù hận và có thể còn thành ra nhiều điều tai hại khác nữa đất nước đã thanh bình rồi chiến tranh đã kết thúc từ lâu mà ông ấy cũng chẳng phải là kẻ chinh phu thế mà hướng dương lòng thiếp như hoa bà ấy vẫn phải sống những tháng năm mong mỏi, đợi chờ dài dằng dạc như người chinh phụ. có lẽ vì hoàn cảnh phải chờ chồng nên người vợ trẻ ấy muốn thời gian chậm lại để mình không già đi cho đến lúc chồng về trang. nếu đúng như vậy thì người vợ ấy đã thành công rồi vì giờ đây bà ấy vẫn trẻ trung, vẫn hấp dẫn và vẫn có thể thổi bùng lên ngọn lửa dục tình trong cánh mày dâu, kể cả thanh niên, trung niên và cả loại đã bước sang tuổi xế chiều rồi mà vẫn còn. Từ ngày còn là cô nữ sinh cấp 3 trường huyện, Kim Thanh đã nổi tiếng thông minh, học giỏi, lại có giọng hát hay nữa. Đi hội diễn văn nghệ huyện, lần nào cô ấy cũng được giấy khen đoàn văn công tỉnh biết tiếng cho người về tuyển kim thanh thích lắm nhưng gia đình không đồng ý ở lại trường tài giác của cô vẫn ngày càng rực rỡ khiến nhiều chàng trai ấp ủ ước mơ yêu phụng nhớ thầm anh nào cũng hy vọng mình sẽ được lọt vào cặp mắt xanh ấy và để đạt được mục đích anh nào cũng cố gắng vươn lên vô hình chung lớp học có một cuộc thi đua thầm lặng đẩy hiệu quả học tập lên rất cao song cái gì mà chẳng có hai mặt có cái tốt nhưng cũng có cả cái xấu những con sóng ngầm ở trong lớp kim thanh chẳng bao lâu đã đến hồi kịch phát họ va vào nhau cãi cọ bới xấu thậm chí cả đánh đấm nhau nữa vì ghen tuông tức tối khiến ban giám hiệu phải bận tâm đứng ra dàn xếp, xử lý. Trong suốt 12 năm học phổ thông, thì 11 năm Kim Thanh đạt danh hiệu học sinh giỏi hoặc tiên tiến. Nhưng đến năm cuối cùng thì chẳng còn danh hiệu gì. Vì trái tim non trẻ ấy đã thổn thức, cô đã bắt đầu yêu và đã hưởng thụ cái cảm giác run rẩy cuống quýt đến ngạt thở khi đón nhận nụ hôn nóng bỏng đầu tiên của đời mình do đó mà học hành có phần xa suốt nhưng tất cả những cái đó cũng chỉ là thử nghiệm là những bước đi chậm chức đầu tiên rồi chẳng bao lâu đã trở thành quá khứ thành kỷ niệm và cho dù cái quá khứ ấy có sai lầm vụng dại thì đó cũng vẫn là những tháng năm đẹp đẽ nhất của mỗi đời người kim thanh thi vào trường đại học kinh tế tài chính những ngày đầu tiên mới vào học cô đã làm cho cả cánh rừng yên thiết huyện lập thạch tỉnh vĩnh phú nơi nhà trường sơ tán phải xôn xao bàn tán cô nhanh chóng được dư luận xếp vào hàng hoa khôi và là cây văn nghệ của nhà trường thời gian ấy cuộc chiến tranh chống mỹ đang quyết liệt rất nhiều học sinh sinh viên đã hăng hái xếp bút nghiên từ giã học đường từ giã quê hương lên đường ra trận nhưng đêm đêm vẫn không thiếu những chàng trai tươi trẻ yêu đời dẫn bước đi trong rừng cọ đến lán các nữ sinh nhưng rút kinh nghiệm ngày còn học phổ thông kim thanh cương quyết khóa kín lòng mình không yêu ai cô muốn dành tất cả tinh thần nghị lực và thời gian của mình cho việc học hành để 4 năm sau cô sẽ được nhận tấm bằng đại học loại ưu. Rồi vào một cơ quan xí nghiệp nào đó để dựng xây, để cống hiến. Cho bỏ công đèn sách của bản thân và bỏ công nuôi dạy của cha mẹ và các thầy cô. Nhưng đúng là chẳng có ai có thể biết trước được điều gì. Khi bước sang năm học thứ ba, thì đời sống tình cảm của Kim Thanh không còn phẳng lặng như những năm trước nữa. Và nguyên nhân của sự không bình thường đó là do trường cao đẳng mỹ thuật chuyển địa điểm sơ tán từ huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang về huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phú mà sinh ra. Hôm ấy là ngày Chủ nhật, suốt cả mấy tuần liền trời mưa rầm rề, giả dích, y như mưa ngâu. Người ta bảo nước mưa là nước mắt của vợ chồng ngâu, vì cả năm 365 ngày chỉ có một lần họ được gặp nhau vào mồng ba ra mồng bảy ôi chao nước mắt ở đâu sinh ra mà nhiều thế nhà cửa núi đồi đồng ruộng cỏ cây đường xá đầu đầu cũng ướt sũng nước thò chân ra ngoài cửa là nước và lép nhép bùn lầy quần áo thay ra không giặt được hôi mù vì không có chỗ phơi bỗng nhiên hôm ấy trời quang mưa tạnh ánh sáng bừng lên Ăn sáng xong, Kim Thanh rủ Thúy, cô bạn thân nhất của mình, cùng xuống giếng giặt quần áo. Ở trong rừng, vùng Trung du mà cũng phải đến hơn 7 giờ sáng mới thấy ánh nắng lọt qua kẽ lá, rơi xuống mặt đường lốm đốm như vẩy vàng vẩy bạc. Đang giặt, bỗng Thúy nhìn lên sườn đồi thốt lên. Ơ, ờ, ở trên kia có tay họa sĩ đang vẽ mày ạ. À không chừng lão vẽ bọn mình đấy kim Thành cũng ngước lên dưới gốc một cây cọ già có một người đàn ông đội mũ tai bèo đang cắm cúi bên giá vẽ cô bảo bạn phong cảnh ở đây đẹp thế này thiếu gì cái vẽ có điên thì lão mới vẽ hai con bé đang giặt thúy buông ngay một câu biết đâu đấy tây thi cũng chỉ là con bé giặt lụa ở khe nhược xa mà thành nhân vật bất tử trong tiểu thuyết đấy. Biết đâu tao với mày lại chẳng thành người đẹp trong tranh của nhà danh họa kia. Không ngờ câu nói vui ấy lại kích thích tính tò mò của Kim Thanh. Cô bảo, giặt xong, chúng mình lên xem đi. Hai người neo lên đồi, vừa đi họ vừa bứt lá me rừng đưa lên miệng nhấm. Biết họ lên chỗ mình, nhưng có vẻ không tự nhiên, Họa sĩ Vũ Sơn chủ động mời Chào hai em, rất cảm ơn nữa Nhờ có hai em mà anh vẽ được bức tranh này Mời hai em lên xem Được lời mời, hai cô càng thêm mạnh dạn Vâng, chúng em chào anh Bọn em cũng rất thích hội họa đấy Cặp lông mày to, đen, rậm rạp của Vũ Sơn dướn lên Hai mắt mở to sừng sốt nhìn anh không ngờ bỗng dưng mình lại được gặp người đẹp đến thế. Và tâm trí anh bốc lên như một kẻ nhập đồng. "Thế em có thích họa sĩ không?" "Tất nhiên là có, nếu đẹp trai và" Kim Thành không nói nữa, mặt đỏ bừng lên. "Và phải có tài nữa, có đúng không?" Vũ Sơn nói. Rồi cả ba người cùng cười rộ lên. Hai cô gái đứng trước giá vẽ xem tranh trong tranh cận cảnh là hai cây cọ già mọc gần sát nhau thân cây móc meo nứt nẻ một cây đứng sừng sững như cây cột đèn còn cây kia chắc bị gió bão xô đổ thân nằm nghiêng ngọn ngóc lên dù bóng xuống một cái giếng kè đá ong khá lớn trên sân giếng ngồi bên chậu giặt là một cô gái mặc áo hoa có mái tóc tuy chỉ vài nét phát thảo nhưng đã rõ là mái tóc uốn xấy kiểu người thành thị tay áo rắn cao đang vỏ quần áo dưới giếng nhân vật thứ hai là một cô thôn nữ áo nâu quần đen đang gánh nước quần sắn đến đầu gối cặp chân thon trắng muốt đang nhún chân bước từ bậc tam cấp dưới lên bậc trên xô nước đầy sóng sánh tràn xuống bậc đá loáng ướt viễn cảnh là núi đồi và đồng ruộng đang xen nhau trùng điệp mênh mông xanh mướt trên bờ một con sông chạy mãi về cuối trời xa tít mù táp cảnh đẹp quá nhưng sao mặt người lại không có mắt mũi gì hả anh kim thanh hỏi đây là ký họa chi tiết anh vẽ sau em ạ à. tuy nói vậy nhưng thêm một lần nữa vừa nhìn vào cặp mắt lấp lánh ánh hào quang của kim thanh anh họa sĩ trẻ đã hiểu ngay rằng mình phải chớp lấy thời cơ này. Phải ghi lấy những đường nét thanh tú trên gương mặt khả ái kia. Vũ Sơn ghim giấy lên giá vẽ, cầm bút định pha màu, nhưng lại bỏ xuống. Anh vội vàng bẹ những cành lá sim, lá mái dài xuống gốc cây. Hai em ngồi xuống đây và vui lòng cho anh được hân hạnh vẽ chân dung hai em nhé. Rồi từ đấy, tối thứ bảy chủ nhật nào, Vũ Sơn cũng có mặt ở ký túc xá nữ sinh trường đại học kinh tế tài chính thăm Kim Thanh. Và họ đã có với nhau những đêm trăng thanh gió mát, hai đứa nắm tay nhau sóng bước trên những con đường sỏi đỏ, quanh co uốn lượn dưới chân đồi cỏ. Họ đã nói với nhau đủ thứ chuyện, từ kinh tế đến nghệ thuật. Rồi chuyện gia đình, quê hương gốc rễ, chuyện quá khứ hiện tại và cả những ước mơ về tương lai rồi tình yêu như men rượu say họ siết chặt lấy nhau và trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy đầu tiên của cuộc tình năm ấy là năm thứ năm trường mỹ thuật mãn khóa các sinh viên tàn đi khắp nơi tìm đề tài vẽ tranh tốt nghiệp vũ sơn không đi anh bàn với người yêu và kim thanh rất vui lòng làm người mẫu cho anh vẽ vào những buổi cô nghỉ học. Họa sĩ Vũ Sơn tốt nghiệp vào lại xuất sắc. Ra trường, anh được phân bổ về Sở Văn hóa Thông tin tỉnh công tác. Ngoài vẽ tranh, áp phích tuyên truyền, cổ động cho cơ quan, anh còn vẽ sáng tác và thường xuyên có tranh gửi đi tham gia triển lãm. Năm sau, Kim Thanh thi tốt nghiệp, Quả nhiên cô đỗ loại ưu Rồi về nhà máy điện làm nhân viên phòng kế toán Và hai người làm đám cưới Khoảng 3 năm sau Do luôn có tranh được ban tổ chức triển lãm mỹ thuật khu vực Sông Hồng và triển lãm mỹ thuật toàn quốc tuyển chọn trưng bày, nên Vũ Sơn được giới mỹ thuật đánh giá là một họa sĩ trẻ có nhiều triển vọng. Kim Thành thấy chồng mình được chú ý và có chút tiếng tăm cũng rất sung sướng, hãnh diện nhất là trong sự thành công ấy lại có sự đóng góp của cô trong vai một người mẫu xuất sắc sau đó chẳng bao lâu một tin vui nữa quá lớn và bất ngờ lại đến với vợ chồng sơn thanh hội mỹ thuật chọn anh và vài họa sĩ nữa đi liên xô giao lưu đối ngoại và tu nghiệp một thời gian việc đi nước ngoài thời gian ấy còn là sự kiện đặc biệt quan trọng người được đi ngoài khả năng có thể thực hiện được mục đích của chuyến đi còn phải có lý lịch trong sạch mà quan niệm trong sạch lúc bấy giờ có nghĩa là đương sự phải thuộc thành phần cơ bản công nhân bần cố trung nông và tiểu tư sản nghèo không có liên quan đến bọn phong kiến đế quốc áp bức bóc lột cho nên ai được đi ra nước ngoài mặc nhiên còn được thêm cái vinh dự là người được đảng và nhà nước tin cậy quý mến nữa vũ sơn hiểu mình được cái vinh dự lớn lao đó ngoài sự nỗ lực của bản thân còn nhờ cả tấm bằng tổ quốc ghi công của gia đình mình nữa ông thân sinh anh là đại đội trưởng hy sinh trong kháng chiến chống pháp nên anh rất biết ơn gia đình và rất tự hào về người cha đã khuất ấy Thời gian ấy Kim Thanh mới sinh con đầu lòng Đứa bé chưa đầy một tuổi Tuy đã phải đi nhà trẻ Nhưng nó còn non nớt quá Sơn rất lo cho con Và thương vợ Phải nuôi con một mình sẽ vô cùng vất vả Kim Thanh cũng hiểu như vậy Nhưng vì sự nghiệp của chồng Cô sẵn sàng chịu đựng mọi gian nan vất vả Đến Moscow, Vũ Sơn gửi thư về sức khỏe của anh rất tốt. Hội ban thông báo, bọn anh sẽ được đi thăm một số nước trong liên bang Xô Viết. Chương trình làm việc rất xít sao và không ở đâu lâu nên không có địa chỉ cố định. Lúc bấy giờ người ta chưa có dịch vụ vô tuyến viễn thông. Em cứ yên tâm giữ gìn sức khỏe để làm việc và nuôi con, không phải lo lắng gì cho anh cả. Hết ba tháng, anh sẽ bay về với mẹ con em ngay anh rất nhớ mẹ con em hôn em và con thật nhiều thế rồi ba tháng mong mỏi đợi chờ vừa nhanh vừa chậm cũng qua đi mà chẳng thấy chồng về kim thanh lo lắng hốt hoảng đi hỏi cơ quan văn hóa thông tin hỏi hội mỹ thuật rồi đến nhà mấy họa sĩ cùng đi với chồng mình hỏi tin tức họ bảo vũ sơn không về nó trốn lại rồi Trời đất ơi, vì sao lại thế? Chẳng lẽ anh ấy bỏ vợ bỏ con, bỏ cả quê hương đất nước mình ư? Vì cái gì? Vì nhà mình nghèo, vì nước mình nghèo ư? Anh Sơn ơi, sao anh lại có thể bỏ mẹ con em? Kim Thành đổ vật xuống bàn, nức nở khóc. Khi về, sợ xấu hổ, Kim Thành không dám hé răng cho ai biết, chỉ một mình cắn răng chịu đựng và âm thầm khóc đứng khóc ngồi thế mà chẳng hiểu sao lãnh đạo nhà máy và mấy chị ở phòng kế toán cũng biết họ đến an ủi động viên kim thanh cố gắng vượt qua khó khăn để công tác và nuôi con chắc thế nào rồi anh ấy cũng về vâng kim thanh cũng nghĩ và tin như vậy chắc anh ấy thấy đất nước người ta giàu có dễ làm ăn nhà mình thì quá nghèo bản thân anh ấy đã phải ăn khoai ăn sắn để đi học nên anh ấy ở lại làm ăn một thời gian rồi sẽ về thế là ở cái nơi có hàng vạn người vợ trẻ đã phải căng mình ra để chờ chồng vì chiến tranh thì giờ đây lại thêm một người nữa phải chờ chồng vì nghèo khổ rồi thời gian thấm thoát trôi đi một năm hai năm ba năm rồi bốn năm một nghìn bốn trăm sáu mươi lăm ngày đêm mong ngày ngóng nhưng càng mong càng bặt tâm biệt tích và thời gian trôi đi càng nhiều bao nhiêu thì niềm tin vào ngày chồng về càng ít bấy nhiêu rồi đến lúc buộc lòng kim thanh cũng phải tin rằng chồng mình đã bị một con mắt xanh tóc vàng nào đó bắt mất hồn vía rồi nhưng thật không ngờ, giữa lúc Kim thanh tuyệt vọng nhất thì Vũ Sơn về. Năm ấy, đứa con gái đầu lòng của họ vừa tròn 5 tuổi. Bốn năm hôm đầu, con bé không chịu gọi Vũ Sơn là bố, mà chỉ gọi là chú Sơn thôi. Sơn về bằng đường bộ, đi tàu hỏa liên vận qua Trung Quốc, nên đem được khá nhiều quà cho mẹ con Kim Thanh. Từ con búp bê váy đỏ, tóc vàng, mắt xanh, mi cong chớp chớp, đến con lật đật đỏ ao tròn xe mũm mĩm chỉ khẽ chạm vào nó đã lúc lắc, nghiêng ngả và phát ra những tiếng binh bong nghe xa lắc xa lơ y như tiếng chuông nhà thờ ở điện kremlin vậy rồi từ bánh xà phòng giặt đến chiếc bàn là điện siêu điện nổi áp suất quạt tai voi đồng hồ bàn đồng hồ đeo tay nam nữ áo váy áo khoác mũ chùm đầu khăn tay khăn mặt cả những thứ đắt điền ở trong nước rất khan hiếm như đài bán dẫn tủ lạnh sơn cũng đem về và những hàng hóa đó mỗi thứ không chỉ có đơn chiếc mà có vài ba đôi ngoài hàng xa còn có một số tiền mặt nữa tuy không nhiều nhưng tất cả những thứ đó nếu ở trong nước dù có nằm mơ cũng không thể thấy được Đêm hôm ấy, đêm đầu tiên sau bốn năm xa cách, họ vội vàng cuốn quýt quấn lấy nhau như kẻ sắp chết trên sa mạc bỗng dưng với được dòng nước mát. Kim Thành trở đến lúc nhịp thở của chồng đã bình thường trở lại, mới thì thầm cật vấn. Người ta bảo chiếc gia đi tìm chân lý, người tu hành đi tìm cái thiện, nghệ sĩ đi tìm cái đẹp. Anh đã ăn ở với con nào ở bên ấy rồi phải không?" Bằng cái giọng trầm ấm quen thuộc, Vũ Sơn nói chắc như đinh đóng cột. "Không, anh chỉ yêu và lấy một mình em thôi, chứ chẳng có em mắt xanh mũi tẹt nào cả. Còn cái chuyện ba lang nhang ở đất nước người ta thì là chuyện bình thường. Và cái đó, anh xin thú thực là có." Vũ Sơn ở nhà vừa đúng một tháng rồi anh lại đi. Kim Thanh giữ không muốn cho chồng đi, nhưng anh bảo ở lại, không những anh đã mất chỗ làm mà rất có thể còn bị lôi thôi nữa. Và chăng cách tiếng là kẻ đảo ngũ, chối bỏ tổ quốc mình đã phải chịu rồi, thì tội gì mà chẳng đi tiếp. Sang bên ấy thu hồi nợ nần và kiếm thêm chút ít nữa, rồi anh sẽ về với mẹ con em ngay vừa tin chồng vừa sợ chồng sẽ bị người ta làm khó dễ mặt khác cũng còn vì những gì vũ sơn đem về cũng không phải là nhỏ nên cuối cùng kim thanh lại bằng lòng để chồng đi rồi từ đấy lại bặt tăm trong lúc ở nhà kim thanh lại có bầu kết quả của những ngày vũ sơn về thăm nhà rồi đứa con thứ hai ra đời và một lần nữa kim thành lại phải nuôi con một mình với biết bao gian nan vất vả nào khi con ốm lúc mẹ đau khi tiền không gạo hết nợ đòi những thứ chồng đem về kim thành đã phải bán dần bán mòn đi hết ấy là còn có sự giúp đỡ của gia đình của cơ quan và bè bạn nếu không thì chắc cô không thể đứng vững được nhưng như người ta đã bảo sông có khúc người có lúc sông có khúc thẳng khúc quanh người có lúc khổ lúc sướng những khó khăn vất vả của kim thanh rồi dần dần cũng qua đi cùng năm tháng nợ mòn con lớn các cháu lớn khôn và được học hành đến nơi đến chốn và bà kim thanh còn xây được nhà cửa khang trang chẳng kém gì những gia đình khác thế rồi thế giới đang bình yên phẳng lặng bỗng dưng khối liên bang xô viết và các nước xã hội chủ nghĩa đông âu tan rã những người việt nam đang công tác học tập và sinh sống ở các nước đó tấp nập về nước bà kim thanh hy vọng vũ sơn chắc cũng trở về nhưng thật đáng buồn là không họa sĩ vũ sơn không về anh đã lấy một cô họa sĩ người nga giàu có còn một vị thứ bộ trưởng gì đó họ đã có đứa con gái và một đứa con gái riêng của vợ. Và Vũ Sơn đã nhập quốc tịch Nga rồi. Ai cũng biết, chuyện từ trong nhà ra ngoài ngõ đã khác. Mà đây là chuyện cách xa hàng vạn dặm, thì độ tin cậy còn được bao nhiêu? Nhưng chỉ căn cứ vào thời gian gần 20 năm bạc tin, không thư giấy ngó ngàng gì đến vợ con, thì cũng thừa bằng chứng để khẳng định rằng con người nhẫn tâm và bội bạc ấy đã từ bỏ vợ con và quê hương đất nước rồi. Xong cho dù thế nào, thì giờ đây bà Kim Thanh cũng chẳng bận tâm làm gì nữa. Hơn 20 năm đi lấy chồng, thời gian được ở với chồng, cả hai lần cộng lại cũng chỉ có 3 năm, 2 tháng, 6 ngày. Còn lại những tháng năm dài dằng dặc kia, chỉ toàn là những ngóng trông, những chờ đợi, những khổ đau và nước mát hai lần sinh nhưng nuôi con cũng chỉ một mình mình ngồi không có ai đứng mình đứng chẳng có ai ngồi thì giờ đây khi đời bà bước sang bên kia dốc rồi bà còn cần gì ở con người ấy nữa mà trái lại thời gian trôi đi càng xa bao nhiêu thì lòng thù hận của bà với con người phụ bạc ấy càng tăng lên bấy nhiêu một hôm bà kim thanh sang đưa cho bà xã tôi trùng chìa khóa bảo nếu chiều tối em không về nhờ chị sang cho con chó ăn hộ em với thế em đi đâu mà tối không về con tuyết nhà em vừa gọi điện bảo nên bệnh viện đẻ lặng im vài giây rồi bà ấy nói tiếp này chị ơi cái thằng chồng đều của em vừa dẫn xác về đấy giữa lúc em đang chuẩn bị lên viện với cháu thấy tiếng cạch cạch gõ cổng đang ở trên gác em ra sân thượng nhìn xuống thấy một ông già hom hem mặt mũi hốc hác râu ria xồm xoàm tóc xõa ngang vai em hỏi bác có việc gì đấy ạ à? Ừ ờ, tôi đây sơn đây mà mình không nhận ra tôi ư à thì xa, ruột gan em như sôi lên em nhìn kỹ bộ râu quai nón mái tóc quan tự nhiên và giọng nói em mới nhận ra lão. Thế là chẳng biết vì đâu, thực tình lúc ấy em không chủ định mà cũng chẳng kịp nghĩ ngợi gì. Tự nhiên lời tiếng của mình cứ bật ra. Không, ông nhầm lẫn thế nào ấy chứ, tôi có quen biết ai tên là Sơn đâu. Lão bảo, không, tôi không nhầm và cả bà nữa, bà cũng không nhầm. Nhưng tôi, tôi hiểu em quay vào trong nhà đóng sầm cửa lại ruột gan đầu óc cứ rối tung lên đang làm việc nọ lại sọ ra việc kia một lúc sau em nhìn ra cửa sổ không thấy lão đâu nữa lão đi rồi em mới định thần trở lại chuẩn bị mấy thứ đem đi cho cháu thôi chị ở nhà em đi đây ừ em đi chúc em được mọi sự tốt lành Bốn hôm sau bà Kim Thanh mới về lấy chìa khóa. Bà xã tôi hỏi thăm. Trai hay gái? Mẹ con nó có khỏe không? Cảm ơn chị, cháu trai, mẹ con cháu khỏe. Ngừng lời dây lát rồi bà Kim Thanh nói tiếp. Chị ơi, em lại có chuyện đây. Chẳng biết hư thực thế nào mà em cứ lo lo. Ở bệnh viện người ta đang xôn xao, là có một ông già vào nhà hàng uống rượu, say đến nỗi đổ gục xuống bàn chết ngất. Nhà hàng họ gọi xe đưa đi cấp cứu nhưng không cứu được, ông ấy chết ngay đêm hôm ấy. Ở bệnh viện, bệnh nhân chết là chuyện bình thường, vì có phải bệnh nào cũng đều chữa được cả đâu. Nên thấy chuyện như vậy em không để ý. Nhưng sáng nay đi thanh toán viện phí cho cháu, ngồi chờ lại thấy người ta nói về ông già chết hôm nọ ông ấy có bệnh huyết áp nhưng không giữ gìn uống quá nhiều rượu nên bị đứt mạch máu não chết người ta bảo ông ấy chẳng có giấy tờ gì và cũng không có thân nhân đến nhận bệnh viện để ba hôm rồi cho đi đem mai táng em cứ lo lo người có bệnh huyết áp thì phải kiêng rượu đằng này lại uống quá nhiều như vậy có phải là người chán đời phẫn chí không hay cái ông già ấy lại chính là lão chồng khốn khổ của em nếu đúng như vậy thì em là cái số rời đài rồi chị ạ à. bây giờ em về qua nhà một tí rồi lên công an hỏi xem thực hư ra sao đây ừ em về đi nếu đúng là có số mệnh thì mình là người hiền chắc sẽ gặp sự lành em đừng lo. Tuy an ủi bạn như vậy, nhưng bà xã tôi có vẻ không vui. Có thể trong tâm trí bà ấy cũng tin ông già kia là chồng bạn mình đến 6-7 phân rồi. Quả nhiên, ông già xấu số, số ấy đúng là họa sĩ Vũ Sơn, chồng bà Trần Thị Kim Thanh, nguyên trưởng phòng tài vụ. Tên đầy đủ của ông ấy là Vũ Đình Sơn, một họa sĩ có tài đã được giới mỹ thuật đánh giá là có nhiều triển vọng, nhưng không ngờ cuộc đời và sự nghiệp lại kết thúc đáng buồn như vậy. Mấy hôm sau, bà Kim Thanh đem tấm ảnh cũ đã ú vàng, chung ông bà và bé Tuyết, năm ông về thăm nhà đi phóng một tấm riêng cho ông ấy để làm ảnh thờ. Hôm bà Kim Thanh làm lễ đặt bát nhang, gia đình chúng tôi và bà con xóm láng ai biết tin cũng đến chia buồn và làm lễ viếng. Bà Kim Thanh rất xúc động, cảm ơn bà con. Em đã định chẳng bày vẽ ra làm gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại thấy không đành lòng. Vì một ngày là nghĩa, và lại, dù sao ông ấy cũng là cha của hai đứa con em. Em cúng ông ấy, để các con em thấy chúng cũng có bố, dù không có lúc sống thì cũng có lúc chết buổi lễ thắp hương chia buồn với bà hàng xóm kết thúc bước xuống mảnh sân con nơi mỗi buổi sáng nữ chủ nhân vẫn ra quét dọn và tưới cây tôi dừng lại xem mấy chậu cây cảnh và nói với chủ nhân chậu xứ này phải chuyển ra ngoài kia bà em ạ à. giống xứ nếu thiếu nắng không có hoa đâu chậu xanh kia nếu không còn chỗ chuyển Thì xoay chậu Để mãi một hướng Phía áp tường thiếu nắng Cành bị lép Nhiều cây đang lẽ phải cắt tỉa từ lâu rồi Nghệ thuật bonsai chủ yếu là cắt Để phát triển tự nhiên sẽ hỏng dáng thế Trông thấy hay hay thì em mua Chứ em có biết cắt đĩa gì đâu Em chỉ biết tưới thôi Trước cảnh đơn côi của bạn Chắc bà xã tôi mùi lòng nên bảo tôi hay hôm nào ông sang giúp bà ấy một tay ôi chao có lẽ cả đời tôi chưa bao giờ được nghe câu nói nào hay đến thế được lời như cởi tấm lòng tôi liếc nhanh vào mắt mỹ nhân như thầm gửi cho nàng thông điệp rằng anh rất sẵn sàng tôi mừng như mở cờ trong bụng như chú khách bỗng dưng lại vớ được vàng vì cái cơ hội nghìn năm tưởng đã mất mà lại còn. Chuyện ngắn, đứa con của núi Quý thính giả hãy chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện ngắn nhé Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe Đường xuống trại khá xa và hiểm trở phải qua mấy cánh núi vòng vèo, đá sỏi lầm chậm mới về tới nơi. Nhưng Mận chưa thể vội xuống núi. Cam đã được chất vào hai cái giỏ xăm sắp đầy. Mận thử nhấc lên hạ xuống mấy lần cho chắc, rồi mới đặt lên vai. Chà, nặng đấy. Cam năm nay được mùa, cả chủ gốc đều xanh lúc liều, trái to, tròn đều và mọng nước. Cam về tới trại thế nào gì bảy cũng nguôi cơn giận mà mừng dơn cho xem. Dì bảy chẳng mừng sao được, bốn năm liền mới thu hoạch được một vụ thế này. Cam núi tuy hơi chua nhưng thơm ngon phải biết. Cam đem vắt nước hoặc cắt ra chấm muối ớt cũng rất đậm đà. Cam nhiều thế này nhưng bán đi được mấy năm đồng. Dì bảy sẽ đem về xuôi biếu bà con hàng xóm, họ ăn lấy miếng thơm thảo, có tiền tiêu cái vèo hết. Chứ cái tình cái nghĩa đếm sao cho xiết Nghĩ thế Mận mới hàm hở hái cho đầy hai sọ Đi hết dốc lớn Mận gánh cam băng qua hai mỏm núi nữa Thì trời đã nhá nhem Bóng núi, bóng cây Và bóng người cùng nghiêng về xuôi Đến ngã ba dốc quỷ Mận khựng lại Lưỡng lự chưa biết theo hướng nào Mồ hôi cũng đã tú ra Ướt đầm sau lưng vài giọt trên trán nhỏ long tong xuống mắt cay xè có giọt chảy dài xuống tới miệng mặn chát mận thấm mệt nhưng không thể chần chừ mãi được cánh bàn trời sắp đóng sầm cửa rồi tối thui tối mò thì làm sao chắc bước để đi về mái chạy đã thấp thoáng hiện ra dưới kia đường chính chỉ tiện cho mấy chiếc xe tải lên chở gỗ chứ đi bộ thì lòng vòng xa quá mà theo đường tắt thì vô cùng nguy hiểm. Con dốc vừa dựng đứng vừa trơn tuột. Một bên là vách núi, một bên là vực sâu. Đường men theo bờ vực chỉ vừa cho núi đi một người. Lỡ có mệnh hệ gì, chắc phải sáng mai người ta mới biết mình nằm ở đâu và như thế nào. Mận giáo sát nhìn quanh. Phía bên kia, chú hai bườn đã dọn xong cỏ và xuống núi từ lâu nhưng đống cỏ vẫn còn âm ỉ cháy từng đám khói thơm thơm ngai ngái bay la đà theo luồng gió thấp một đốm lửa khá to bùng lên trong đám khói lửa cháy hừng hực đỏ như thế kia mà nhưng đốm lửa vượt lên trong chốc lát rồi tắt hẳn gió ùa về từng cơn kéo theo luồng khí lạnh bầy chim cũng hết ngủ nhau trời đã sầm tối thật rồi phải mau thôi mận bặm chân bặm môi để đánh liều rẽ theo đường tát những cơn gió hoang lũ lượt kéo đến dội vào vách núi những thanh âm kỳ quái có khi rào rào như tiếng thác chảy hai bên lối đi lau lách và nho hôi nở bông trắng xóa cọ vào người soàn xoạt ghê ghê chiếc nón cời cũng bị hất ngược ra sau mận mặc kệ đôi chân bước đi thật nhanh như không kịp chạm đất chiếc đòn gánh cong lên bật xuống cùng hai giò cam kêu kéo cà kéo kẹp mận vẫn cố giữ cho đôi vai thang bằng để giò cam không bị nghiêng cam mà đồ gian lúc này thì thành công toi ba hồn chín vía mận cũng không dám dừng lại để nhặt trời đầy mận rồi hái chi cả hai giò cam nặng quá cũng vì muốn nập công chuộc tội với dì bảy mà mận khổ sở quá có lẽ vai đã bị lạ Mận đã thấy gian sát Nhưng không thể trở bên Đường quá hẹp và trông chênh Giá như có phú ở đây nhỉ Gã sẽ thay mận gánh cam về tận nơi Hai đứa tiêu tít trò chuyện Thì còn biết gì mà sợ nữa cứ nghĩ tới nụ cười tít mắt của Phú mà Mận quên bớt mệt và sợ. Gánh cam đang oằn trên vai cũng ngớt dần tiếng kẹo kẹt kẹo cà. Về đến nhà, Mận nhai một nắm lá nho hôi, nhẹ bã xanh lè và đắp lên vết xước trên vai. Nhưng chẳng biết than thở với ai, đầu áp lại luồn quẩn nghĩ tới Phú. Gã về xuôi cả tuần nay rồi vẫn chưa thấy lên. Nhà có việc gì quan trọng mà không ai nói cho chị em Mận biết gì. Xưa nay, có ai giấu Mận một điều to nhỏ nào đâu không lẽ dì bảy đang muốn cách ly hai đứa mà nếu thế thật thì phải là chị em mận truyền hẳn về xuôi chứ sao là phú mận ném nhìn dì bảy đang xếp lại cam vào từng bịch ni lon mà đoán già đoán non mãi lòng dạ mận xốn xa nhớ nhớ thương thương mà không biết làm thế nào để giải bày muốn lân la tới gần hỏi gì một câu mà lại không dám tính gì trầm lắm Cả ngày chỉ tốn vài câu Thấy gì nở một nụ cười cũng thật khó Mấy ông đi rừng Thỉnh thoảng ghé chạy gửi cái dao Cái dựa hoặc xin nước uống Cùng lắm cũng lý nhí Nói được câu cảm ơn Rồi đi tuốt Chú hai bườn còn một vết sẹo dài trên cổ Cũng vì cái tội treo quẹt gì Vợ con ở dưới xuôi Chú nấn ná trên trại để theo vụ bắp mới lâu ngày không được gần đàn bà lại cách trại gì chỉ một tiếng hú chú nằm chằn chọc mấy đêm liền chờ lúc canh ba trăng còn sáng rõ lối mòn chú mò qua một con bò thấy dáng người bỗng ậm ò giống lên nhanh như cắt dì bày nhảy phốc ra một nhát dao sượt qua cổ xém chết hai bườn lại ngắn lại dài xin tha và phục dì sát đất tính gì bậy vốn vậy nay càng nặng nề hơn vẻ mặt lúc nào cũng trầm ngâm chứa đầy toan lo mận thấy mình đã sai sai nhiều lắm với bản thân với phú và nhất là với dì dì từng cấm hai đứa không được ăn cơm trước kẹng. dì mà biết sẽ có đứa thiệt thân không hù dọa đâu lời dì chắc như đinh đóng cột hai đứa quý mến nhau từ bé yêu thương nhau cũng là lẽ thường tình. Nhưng cả hai còn quá non trẻ. Cái ăn cái mặc còn vụng, rồi lại sớm sinh con đẻ cái. Sướng ích gì? Và lại, mẹ mận còn đang phải tù phải tội. Mấy năm nay hai mẹ con chẳng thèm thăm non gì tới nhau. Cưới hỏi trong lúc rối rắm như thế, có gì hay ho đâu. Lo lắng thật nhiều, dì cứ lấy chuyện người lớn ra làm gương để bọn trẻ soi vào như dì ấy dì vốn là người đàn bà không đẹp da ngăm đen dáng gầy gò má nhô cao hàm răng trắng khỏe nhưng hơi vẩu, hai hốc mắt lõm xuống và luôn phảng phất nỗi buồn thời con gái của dì chỉ là khoảnh khắc thoáng qua một kẻ chẳng ra gì đã đánh cắp tuổi thanh xuân ấy người ta tò mò và lợi dụng dì bồng bột non dại một đêm ra ruộng ngủ với nhau dì dính bầu liền cái bụng bắt đầu lung lung lên dì mới tìm lại được người tình hắn cười đều và trở mặt ngủ với mày dễ như xé một tờ giấy thằng nào ăn ốc bắt bố đồ vỏ biết là con của thằng nào bố mày có vợ rồi thách cả họ nhà mày làm gì được bố nên bây giờ nhắc tới cái việc tài trời giữa mận và phố dị giận sôi máu sôi gan nhưng chuyện tình cảm mà càng cấm đoán lại càng dễ giáp vào nhau lửa gần sơm lâu ngày sao không bén được huống chi chỉ có hai con người từng phải cố cất giấu khao khát yêu đương khám phá trong cách không gian vọn vẹn mấy mươi mét vuông làm sao nín nhịn ôi cha nếu như thằng Khánh không bô bô cái miệng kể với gì thì đâu tới nỗi nào. Hôm ấy, dì dậy thật sớm để sắp xếp về xuôi lo việc dỗ cúng. Trước khi đi, dì gọi mận dậy, dặn kỹ mọi việc trong nhà, cả chuyện cấm hai đứa không được gần nhau cũng nhắc tới nhắc lui mấy lần. Nhưng khi mặt trời vừa ló lên, thằng Khánh vừa lùa đàn bò ra khỏi chuồng, hai đứa đã dính vào nhau như nam châm hút sát. Mận ngục thở trong vòng tay siết chặt và tấm thân phạm vỡ của phú, tới khi thằng Khánh bước vào. Nó vội chạy ra sân và rú lên. Mận rụi mắt rồi uể oải bước xuống giường. Khi nào thì Phú lên trại nhỉ? Về có việc gì mà đi lâu thế? Nếu Phú chưa lên thì Mận sẽ phải về xuôi nhất định như thế. Dì đã chia đều cam ra làm mấy bịch đem biếu ông tám thử, bà năm Nga, vợ con chú hai bườn. Nghe dì chịu mở miệng nói chuyện, Mận thấy lòng nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng về xuôi thì Mận lại không hề hứng thú. Cũng lâu rồi, Mận không về nhà, về chỉ thêm mặc cảm và uất ức. Mẹ có được thả tự do, Mận cũng không thèm về nhìn mặt mận tự hứa với lòng mình như thế nhục lắm đừng ai nhắc tới tên mẹ làm gì nhưng mỗi khi buồn buồn nhìn về xuôi vùng đồng bằng chị bé bằng cái quạt giấy và lấp ló vài đốm trăng trắng của nhà cửa mận lại nhớ mẹ ra diết chắc mẹ gầy gò và xanh xao lắm ở tù mà ăn sao cho đủ no mặc sao cho đủ ấm lại còn chuyện ma mới bắt ma cũ nữa. Có ai ăn hiếp đánh đập mẹ không? Mận nghe người ta kể mà toàn thân như có ai đó cầm roi vụt vào. Lúc ở cùng cha, mẹ cầm không nổi cái cuốc. Mọi việc trong nhà, cha quán xuyến cả. Vậy mà, lòng tham và sự cả tin của mẹ đã vô tình giết cha, giết luôn cả tình mẫu tử trong tâm hồn chị em Mận. Từ ngày có chủ trương phát triển kinh tế rừng và giải phóng mặt bằng để xây hồ thủy lợi, các hộ gia đình trên này đồng loạt rời thung lũng và tái định cư với một khoản tiền đền bù thỏa đáng. Người bán dẫy, nhà nhà bán dẫy, lấy tiền về xuôi ở. Riêng gì và mấy người nữa vẫn muốn bám trụ trên này vì mấy cái dãy ấy vừa thoáng rộng vừa tốt đất. Về xuôi, chắc gì dễ làm ăn. Thiệt chứ, Cuộc sống của xóm mới chưa yên ả được bao lâu thì lại có chuyện chẳng hay ho. Đàn ông rủ nhau lên núi phát trồi trồng cây, đàn bà con gái dỗi dãi nhiều. Người khôn thì bỏ vốn xây quán xá buôn bán, người khác sắm hàng ra chợ ngồi. Riêng mẹ con nhà mận, cha bảo vất vả nhiều rồi, được tới lúc mở mày mở mặt thì cứ thư thư mà sống cho khỏe Mấy hecta dãy của ông nội đã bán được gần 1 tỷ, gồm cả tiền đền bù vào, sửa sang phần mộ cho ông bà và xây dựng nhà cửa xong cũng còn hơn 600 triệu. Mẹ cứ ở nhà, lo cho chị em bận học hành, cha đi phát trồi kiếm tiền ăn hàng ngày, thế là đủ. Nhưng mọi điều không suôn sẻ như cha nghĩ. Tiền đền bù không nằm được lâu trong tủ, bọn người xấu như bầy quả đen đã đánh hơi và dò la tin tức tự khi nào nhân lúc cha đi vắng một nhóm người ăn vận chỉnh tề áo quần gom nịt gọn gàng nước hoa thơm phức có ông còn thắt cà vạt đến hỏi thăm nhà mận họ tự giới thiệu là cán bộ tín dụng đi huy động vốn vay với lãi suất rất cao mẹ mận ngồi vắt chéo chân mắt sáng rực lên đầu gật gù nia nịa như bị thôi miên. Một tháng sau, mẹ cũng ăn vận chỉnh tề, tay sách nách mang những giấy tờ sổ sách. Ăn xong là mẹ đi, về nghỉ trưa chút lại đi, tới sầm tối mới về. Nửa đêm, chờ cả nhà ngủ say rồi, mẹ ngồi tính tính đếm đếm. Tay mẹ đếm tiền xoèn xoẹt, xoẹt nhanh như máy, cả mấy cục tiền dày cộp. Đùng một cái, hơn chục con người sừng sộ kéo tới nhà bận bốn năm người đứng chồm hỗm ở cửa chính hai người khác đu lên cửa sổ cả sau bếp cũng có người xông vào bà thanh đâu bà khất nợ đến khi nào tiền lãi không có thì bà phải trả tiền gốc cho tụi tôi bà hứa hoài tròn năm nay vẫn chưa thấy tiền đâu mẹ bận lúng ta núng túng rồi chạy vội vào buồng đóng trái cửa và nằm vật vã Cha mận đi phát giấy về Chưa kịp gỡ cái bao đựng đồ xuống Đã bị người ta súng xít tới Mỗi người chia ra một tờ giấy ghi nợ do mẹ mận ký Mận pha nước tắm cho thằng Khánh xong Cũng tất tả chạy vào ngơ ngác Cha mận gỡ tay từng người Bảo từ từ rồi nói chuyện cho rõ ngô khoai Ngô khoai gì nữa Còn đồng xu nào đâu mà ngô với trà khoai hơn 4 tỷ bạc cả gốc lẫn nãi lãi mẹ đẻ nãi con trời ơi mắt cha trợn ngược miệng há hốc rồi ngã ngửa người ra khi vừa thò vào học tủ trống rỗng cơn đau tim đột ngột đã cướp đi mạng sống của cha dì bảy nghe tin vội vã xuống núi dì quỷ phục xuống vút mắt anh kết nghĩa thêm một lần nữa rồi cũng sụt sùi theo chị em mận Mẹ Mận ngồi cạnh đấy như một cái xác không hồn Không ai nói với ai câu nào Còn ngoài kia ồn ã vô cùng Đám đông tập trung chật sân nhà Họ cứ như bản nhạc đồng thanh Hết xì sầm bàn tán lại xỉa sói Tiền tiền bạc bạc in ỏi Ơi ông Bình, ới bà Thanh Dì đứng phát dậy Chỉ thẳng vào mặt từng người các ông các bà không thấy anh tôi nằm đây sao? Việc đâu còn có đó. Tham thì sáng chịu, chứ gọi tên người chết ra để làm gì. Rồi gì đi khắp xóm mới, mượn tiền lo mai táng cho cha bận. Chỉ có ba người thành tâm đưa tiền cho gì. Ông tám thử triệu rưỡi, bà năm nga một triệu. Vợ chú hai bườn nghèo vậy mà cũng đưa gì năm trăm ngàn. Ba triệu bạc, Dì kịp lo đám tang cho cha mận trong ngày đó Nhưng sau đám tang Những chủ nợ không để nhà được yên Họ hùa nhau tới Đốc thúc mẹ mận phải bán nhà trả nợ Hơn 4 tỷ Một là bán nhà Hai là ở tù Họ viết đơn kiện rồi Không được Bán nhà cũng không thể đủ tiền trả nợ Mà bán nhà thì lấy đâu ra chỗ ở Bán nhà thì mấy cái bàn thờ biết rời đi đâu chẳng lẽ lại khiêng lên núi rồi mẹ con mận còn nơi nào để đi đi về về trong cảnh ngặt nghèo chỉ có gì mới đủ bản lĩnh để dàn xếp dì nói rất ít nhưng mẹ phải nghe theo chị làm tan cửa nát nhà rồi việc gì mình làm thì mình nên gánh chịu lưới trời lồng lộng không thể trốn tránh mãi được Chị cứ thành khẩn khai báo Rồi sẽ được pháp luật khoan hồng Mọi việc cứ để em ở nhà lo Chim rừng lại díu xít gọi nhau báo hiệu trời đã sáng Mặt trời dần dần nhô lên Tròn trịa như cái sàng lơ lửng và rực đỏ Khắp các sườn núi lấp lóa ban mai Sáng nay dì lại rục mận về xuôi Mận vừa xếp lại mấy bịch cam vào giỏ Để tí nữa gánh đi thì chú hai bườn tới. Chú ngoắc tay ra hiệu Mận khoan hãy đi. Mận chuẩn bị vậy chứ đã đi đâu. Không muốn đi và cũng chưa ăn gì. Dưới bếp, dì bảy đang lục đục chiên cơm, mùi hành phi thơm phức bay khắp nhà. Cô Khánh vẫn còn ngáy khò khò, hai chú cháu ngồi xa giữa nhà tiếp chuyện nhau. Mà cái tính chú cũng lạ, Chặt cây thì rứt một phát đứt lìa Nhưng khi vào chuyện thì lại cứ vòng vòng vo vo Như cái chuyện tam quốc Nhất là khi có mặt gì Hôm nay cũng thế Chú cứ úp úp mở mở Dây cà ra dây muống Khiến mận vừa tức cười vừa bực mình Đang dự tính mua cây giống để gây lại cái rẫy Được giam ba câu lại nhảy sang việc nhờ gì qua trông dù mấy con bò và đàn gà vừa nở chú muốn cùng mận về xuôi thăm nhà nhưng đáng chú ý nhất là câu này chú càn lăm càn lịa hỏi mận nếu mẹ con về rồi con tính sao dì bảy chưa nghe hết câu đã chừng mắt quát việc này có liên quan đến anh à chú hai im bặt dì bảy chặn lời chú hai vì không muốn chú làm hỏng cơ sự dì đã sắp đặt mọi việc đâu vào đấy cả rồi Lần trước xuống núi, dì đã may cho chị em mận mỗi đứa một bộ quần áo mới và gấp kỹ trong giương. Tới 30 tháng 4, hai đứa sẽ mặc đi đón mẹ. Thằng Khánh cứ đèo đẽo theo chân dì với câu hỏi cũ xích cũ sơ. Có thiệt là mẹ con sắp về hả dì? Thấy thằng bé háo hức được gặp mẹ, dì an tâm rồi. Nhưng còn mận, do dĩ dì âm thầm sai vũ về xuôi đón bà Thanh vì còn đề phòng lỡ con bé không chịu gặp mẹ mà lại vùng vàng bỏ nhà đi hoang cho bó cơn tức thì sao mang tiếng nữa hay là nói toạc móng heo cho chị em nó biết sao làm thế được dì hiểu tính mận mà thương ai thương tới chết ghét ai ghét tới cùng kể cả tình mẹ con bà thanh trong cảnh tù tội mấy năm nay mận chớ hề nhắc tới một lần dì khó ăn khó ngủ nhiều rồi dì căn dặn phú nếu không thuyết phục được bà thanh trở ngược lên trên này thì phải qua bên chú hai báo tin rồi ở tạm bên ấy còn chú hai cứ nghe ngóng tình hình dẫu thế nào cũng không được qua mặt gì thêm cả tuần nay đã tính đâu vào đấy Vậy mà Phú vẻ xuôi vẫn chưa có tin tức gì là thế nào Hay lại có chuyện gì chẳng lành Người ta đã báo tin rồi Bà Thanh trong thời gian cải tạo Có nhiều tiến bộ, tích cực nên được mãn tù sớm Nhưng 30 tháng 4 đã qua được mấy hôm Sao chưa thấy tăm hơi bóng dáng ai Lại còn thêm cái việc thằng Phú con mận tự do với nhau nếu có chuyện thì biết giấu mặt vào đâu cho hết ngượng, hết nhục. Lòng ai cũng như có lửa đốt. Dì nôn nóng chuyện của dì, mận nhấp nhộm chuyện của mận. Vậy mà mới mở sáng, hai bườn còn dỡn mặt. Cha nội này muốn phá hỏng hết rồi. Chết thật. Nhưng... Nhưng chú hai vội tránh ánh mắt sắc như sao của dì và cố nói thật nhanh có mất lòng nhau hay bị gì bày chém thêm phát nữa thì chú cũng phải ngay thẳng mà nói. Thằng Phú về dẫn bà Thanh lên, nhưng chú run lập cập và sọ tay vào túi áo, lấy ra một tờ giấy gấp tư đưa qua cho mận. Đây là thư của mẹ con, con đọc đi. Nhắc tới mẹ, mận buồn rùn cả chân tay. Mận còn hận mẹ lắm, hận đến dương tủy thư với từ mà để làm gì? Mận không muốn đọc thư lúc này, không muốn nhắc tới mẹ nữa mà. Kể cả việc đưa cam về xuôi, Mận cũng muốn cự lại gì bảy đấy kia. Mận chẳng muốn lấy lòng gì thêm nữa. Chuyện hai đứa có gì, Mận làm Mận chịu. Mận cứ ngồi thư người xa như người ta đang ngồi thiền, mặc cho hai người lớn im lặng ngồi chờ. Mãi không thấy Mận phản ứng gì, dì bảy gắt lên, giọng không khác gì xa lợi. Dù sao cũng là mẹ con, cứ đọc xem trong thư nói những gì, để tùy cơ mà ứng biến. Mận giật thoát người và miệt cưỡng cầm lá thư nên, nhưng ngón tay cứng đơ và vụng về, nửa muốn đọc, nửa muốn không. Vậy mà mới giờ tờ giấy xa, đọc được mấy dòng đầu tiên, Mận đã thấy chữ nghĩa nhòe nhòe trước mắt. Mỗi con chữ quen thuộc của mẹ như xoáy vào tận tâm can mận, bút nhói và tê tái. Cuốn lưỡi mận níu lại, không thể đọc thêm được từ nào. Hận thù và thương yêu chỉ cách nhau trong gang tấc Và bây giờ chúng đang lớn át, tranh giành chỗ đứng của nhau. Nỗi nhớ và tình thương mẹ như từng đợt sóng dấy lên trong ruột gan mận. Đau đớn, cồn cào, ấm ức nước mắt nước mũi dòng dòng chảy ra tờ giấy cũng đang run lẩy bẩy theo tay mận mẹ đâu dám dối lòng một ngàn lần mẹ chết không đổi lại được sự sống của cha một ngàn lần mẹ chết không đổi lại hạnh phúc cho các con và danh dự gia đình nhưng mẹ không thể chết ai cho mẹ dễ dàng được chết mẹ còn nợ mọi người mẹ nợ gì bậy nợ các con nhiều lắm. Bước ra khỏi nhà tù, mẹ chỉ muốn tìm gặp và ôm chầm lấy các con mà ôm hôn cho thỏa lòng mong nhớ. Nhưng mẹ đã không dám gặp. Mẹ sợ gì ghẻ lạnh, sợ các con xua đuổi, xa lánh mẹ. Mẹ xin các con. Mận thả bức thư xuống, nước mắt thấm một góc của tờ giấy bạ ra mận khóc ồ ồ và chạy vù ra hiên cố tránh né mọi ánh nhìn mới sợi tóc lòa xòa ướt nhẹp mẹ mẹ ơi mẹ biết nỗi của mình rồi đấy ư mấy năm nay mẹ luôn sống trong đau khổ và ân hận thật đấy ư từng phút từng giây mẹ chỉ mong được gặp các con của mẹ thật ư có thật là mẹ không dối lòng nước mắt vẫn chảy đều trên mặt mận chạy ngược vào nhà và lắc lắc thằng khánh giọng đã khàn đục nhưng không giấu được niềm sung sướng như khứu hót được mùa khánh dậy dậy đi mẹ về rồi mẹ được thả rồi khánh ơi dì bày và chú hai bườn cũng không kìm được xúc động họ cùng lắc đầu và nhìn nhau ái ngại hai cặp mắt cũng đỏ hoe từng giọt nước mắt chậm chậm rơi xuống dù cố đang nghẹn nớp nhưng dì bày thấy vui lắm rồi nụ cười hiếm hoi đã nở trên miệng người đàn bà lầm lũi ấy dì quay qua bàn vội với chú hai tình hình thế này nhốt bò nhốt gà vài đêm cũng chẳng sao cứ bỏ thức ăn đổ đầy nước vào máng là êm chuyện chắc chắn là tí nữa thôi mọi người sẽ cùng nhau xuống núi